Đáp án chương trình đồng hành cùng phim Giờ Vàng, phim Triều Đại Tùy Đường tập 8. Quân đệ Võ Khuê đã hẹn tỷ võ với Tân Quỳnh vào ngày rằm tháng 8. Câu hỏi để tham gia chương trình đồng hành cùng phim Giờ Vàng, phim Triều Đại Tùy Đường tập 9. Trình Giảo Kim mơ thấy được ông tiên dạy luyện búa gồm bao nhiêu chiêu? Cách thức tham gia: bước 1 trả lời đúng và nhanh nhất bằng cách nhắn tin vào Messenger fanpage của đài. Thời gian nhắn tin ngay từ lúc kết thúc tập phim chứa nội dung có câu trả lời được phát sóng trên TTV11 đến lúc chiếu tập tiếp theo. Cú pháp nhắn tin: câu trả lời, khoảng trắng, họ và tên khán giả, khoảng trắng, số điện thoại để trả thưởng nếu đạt giải. Bước 2, like bài. Bước 3, chia sẻ bài về trang cá nhân. Chúc các bạn thành công!